chào các bạn nha. Giờ bữa nay mình đi thăm một cái bà cụ là bán vé số ở Vĩnh Long nha. Bà ơi, là con có mang cái hai hộp cơm thì con gửi cho bà ăn cơm nha. Cơm chay à? Dạ, cơm chay. Ở đâu giữ vậy? Dạ, của con bên chỗ nhà hộp hàng của con á. Dạ thôi, giờ mình giữ hai hộp đi, giờ mình ăn hộp đi, chiều mình ăn hộp ăn nha. Không hết. Dạ. Bố thổ bánh mì nữa. Dạ, bà nhớ con không? Không. Dạ, đợt trước con ghé con gặp bà ở chỗ ngân hàng đó. Cho bà ăn hộp mà ăn không chi ăn hộp. Dạ, cho bà điều hộp đi. Ôi trời ơi. Thôi giờ nè. Bà điều luôn hả? Nè, bây giờ cho bà điều hộp đi rồi bà cụ này ăn hộp. Trời, biết bà điều trời. Biết chứ. Ăn bánh mì không có bốn hộp nữa nè. Rồi đem. Nè, đây là bà điều nè, bà điều với bà chỉ. Đây là bà Cao Thị Điều, con của bà Cao Thị Chỉ. Bà Điều sinh năm 1951, bà Chỉ sinh năm 1927. Rồi giữ hộp cơm đi nha. Dạ. Để mà ăn cơm dạ. Chưa? Còn cái này là bà giữ lại ăn cơm đi bà. Hết đi con ơi. Dạ thôi, giờ giữ lại hộp ăn đi ha. Con giữ hộp đi. Bánh mì chay nữa. Rồi bánh mì nhưng mà bà để ăn cơm nó mau nó no hơn ăn bánh mì. Rồi bánh mì bỏ tội hết. Dạ. Ăn phụ với bà bánh mì. Trong đây là cái gì bà? Bánh mì chay. Nè, bên đây là cái gì quá trời đây nè. Bánh mì gói hả? Ta cho mới cho ha. Bà cũng cho. Rồi bên đây là bánh mì chay ai cho? Không có cô nào cổ đi cho bữa nay ế đó. Cho người 7 ổ. 7 ổ. Bà lấy có 4 ổ à. Sao bà lấy dữ vậy? Giống như là mình ăn một ổ thôi chứ mình đâu có lấy nhiều. Mình ăn đâu có hết đâu, mình phải cho hoàn cảnh khác nữa chứ. Nhỏ kia lấy 7 ổ. Mà tính ai ăn mà cho lại á. Lấy dần cho lại dần khác ha. Hết rồi. Giờ còn mấy ổ? Giờ còn mấy ổ nè? Còn 3 ổ nè. Nè, rồi bây giờ lấy cho bà điều cho bà điều một ổ đi rồi lấy cái bọc bỏ cái hộp cơm nó vô luôn, xách cái bọc luôn. Có con lấy bánh mì bỏ vô hộp cơm luôn. Ừ. Khoan để bà con lấy giùm cái. Dạ. Nè. Trời bà điều chân đồ đấy không? Phải. Sợ. Cậu bà điều chân đồ. Sợ dơ. Đây nè, đây là bà cụ là bà lấy bánh mì để mà san sẻ cho những cái hoàn cảnh khác, lấy giùm, nhận giùm, rồi gặp ai thì khó khăn thì gửi cho. Gửi cho giùm nè, rồi bà chân. Chai. Chai nha. Ừ. Rồi. Bà chia sẻ bớt. Rồi bây giờ nè, rồi bây giờ bà này chưa có bánh mì nè, cho bà một ổ đi. Nào. Này bánh mì không? Cho bà một ổ đi, bà chừa là một ổ thôi. Có cô này. Cháu ngoại ổ. Cháu ngoại nào? Cháu ngoại nhà. Ừ, nè, rồi đây bà cụ này á, bà gửi cho có một cái người Mạnh Thường Quân là có gửi cho bánh mì. Rồi bà cụ này có lãnh có nhận giùm cho mấy cô nè. Gặp mấy cô bánh mì rồi gửi cho. Gửi mì gửi mấy mì chay nha. Chay chứ không phải mặn nha. Đó, rồi. Gói ăn gì cũng được. Có dồn rồi nha. Ừ, thôi gì. Cũng quá mừng rồi bà. Vui rồi. Bà cụ này bà lãnh giùm nè. Ai cho cái bà lãnh bà lấy giùm người ta luôn, gặp người ta khó khăn cái bà cho lại. Chia sẻ nhau, chia sẻ nhau mà sống. Vui nè, rồi. Cơm này con cho bà nè. Ăn nữa, ăn nhiều quá cơm. Vậy. Này bỏ bên đây. Rồi, bỏ ở đây luôn. Bỏ hộp cơm dưới đi. Bỏ bánh mì vô đây luôn. Quay phim ông biết tôi là cậu bà điều luôn. Thấy đường bít cơm. Rồi xong để con cột lại cho nghe. Rồi này cơm là bỏ qua đây. Bỏ về. Đó. Rồi xong rồi để dành chút xíu đó bụng rồi lem ra ăn. Đó. Bà năm nay là hình như là 87 tuổi hả bà? 90 rồi, 90 rồi. Dạ. Cột lại giùm coi. Dạ, cột lại giùm đi con cột cho. 90 rồi. 37 tuổi chắc còn trẻ. Không, ý con nói là 87. Hả? Ý con nói là 87 nhưng mà 90 rồi. Không, cậu nói bà 87 nhưng mà bà khoe là bà 90. Bán đi. Cột lại giùm bà đi. Dạ, đây con chút xíu, con ấy đi, con nói chuyện với bà chút xíu rồi con cột lại cho. Thôi khỏi nói nữa đi, con hộp cơm mà nói. Có hộp cơm hả? Luôn. Nó là đó, nhỏ để thôi nó đi mất. Nhỏ nào? Nhỏ đã quen. Quen hả? Quen nào trời? Cột lại giùm bà. Dạ, đây con cột cho. Đây. Khoan, nữa, ổng đang cột cũng mê phê. Trời đổ nước thôi. Tại vậy đâu. Đã kỹ nữa đó. 90 tuổi rồi mà còn đi bán vé số nữa. Rồi vé số đâu? Hết rồi. Dạ khóc trước mướn hết trơn. Sao giật vậy bà? Được rồi. Tay bà gãy rồi chứ không thôi bà làm hết.
không có mượn con. Cái tay bà sao gãy? Bán té. Gì hả? Rồi có bán té hả? Rồi rồi ghẻ gãy sao mà băng lại ít vậy bà? Băng 600.000 mới tháo ra. Vậy hả? Rồi bác sĩ giờ có cho đi làm không? Bác sĩ đâu có cho đi làm đâu mà đi làm. Sao không làm sao hết được? Vậy hả? Thôi cái tay giờ là đưa trong lon châm làm mà. Lon châm làm hả? Rồi bác sĩ nói là cái tay bị gãy 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 cổ tay ha. Trời mệt quá không nói nữa. Dạ bà bị mệt rồi các bạn ơi. Rồi rồi tiền đi đi mổ ấy cái tay đó đó là tiền của bà luôn hả? Rồi trưa nay bà về làm sao? Chiều nay bà về nhà làm sao? Thôi mà hỏi hoài mệt quá cho dạ. Bà đi. Rồi, rồi. Đây là bà Điều nè. Rồi bà giữ hộp cơm này nghe, con cho hộp cơm mà đem về ăn đi. Dạ, ông mua giùm tôi vài tờ giấy số đi. Vậy hả? Dạ, tôi cũng nhận. Thôi bà ơi, bây giờ tiền ta cho bà nhiều rồi, bà ở nhà đi bán giấy số hoài vậy? Tôi nói cho cậu thương. Tất cả các nơi thương tôi thì tôi vẫn cảm ơn hết tất cả mọi người. Tôi với Phát không bỏ sót một ai đã giúp đỡ tôi trong những ngày khổ sở, khổ hạnh. Mà mình có căn tu, có đạo đức đó thì 1.000 người ai nấy cũng đều giúp đỡ. Còn nếu không có căn tu, không có đạo đức đó, 1.000 đồng bạc người ta chạy để người ta uống nước không có phát tâm mà thí phát cho mình. Nhưng mà cậu biết sao không? Mỗi một người á, tại sao người ta muốn sung sướng mà tại sao mình cũng muốn sung sướng như người ta? Không phải mình thấy cái số tiền nhiều đó mà mình ôm mình ăn, mình không có đạo đức căn tu, một ngày giờ nào đó mình ra đi, mình có thác rồi đó, người ta vẫn còn lưu danh lợi tiếng đời. Rồi thôi con về nha bà khỏe nha. Cho nên về cái chỗ đó nè ha, mình á còn đi đứng được thì gắng tìm cách mưu sinh. Khi nào á tôi đi đứng không được đó, tôi mới đầu hàng với số phận. Đây là mấy cháu này đã gửi cho bà. Cảm động mà mấy bà học sinh là ghé chữa trường tiểu học Nguyễn Du là có ghé gửi cho bà số tiền để bà có thể mà bà mua nước uống, mua đồ ăn. Bà 90 tuổi rồi. 90 tuổi rồi các bạn ơi, là bà đi rất là khó khăn. Đó thì đi rất là khó khăn mà đi lụm cụm như vậy á. Mấy bạn học sinh này cũng ghé gửi cho bà tiền. Một hình ảnh quá đáng thương các bạn ơi, quá tội nghiệp. Thương mấy bạn nhỏ trường Nguyễn Du quá. Tuy đã nhỏ nhưng mà các bạn có cái lòng thương người. Thì cũng mong cho bà có nhiều thật nhiều sức khỏe để bà đi bán vé số. Thôi giờ bà tiền nhiều quá rồi, bây giờ là để dành đi, bây giờ là ở nhà lo cho mẹ đi chứ, đi bán vé số hoài ở nhà ai lo cho mẹ? Có cô Tuyết cổ bây giờ cũng nói bây giờ bé Hai vẫn đi bán bình thường đi, để em ở nhà em lo cái đầu óc em. Cô Tuyết là cô nào? Cô Tiến là cái cô ở Vĩnh Bình á, bả đem má bả với má tôi đó là hai chị em bạn già. Rồi. Học hồi thời còn nhỏ đó. Rồi bây giờ là bà kia bả yếu hai cái chân, nhưng mà má tôi với bả là nhà hai chị em có cô Tuyến cổ nấu cơm, cổ đem qua cho ăn mỗi ngày. Rồi thôi cũng mừng rồi bà ơi, giờ đi bán vé số ít thôi, rồi lâu ghé ở nhà lo cho mẹ đi. Bây giờ còn sẵn con gặp thì cũng gửi hộp cơm cho ăn đó ha. Rồi cũng mừng rồi. Giờ cậu giúp luôn vài ghé đi cho vui đi.
cho tôi đi bán đi. Rồi để mua ủng hộ cho nha. Dạ. Rồi thôi giờ tôi đi. Tôi nhớ kỳ đó đó, cậu vô cậu quay trực tiếp nhà tôi đó. Ừ. Ông gào lên một mắt. Nhớ số cùng sớm vui ghê này. Cậu thấy kỳ đó không, đổi nước cà bấm 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 nha. Cậu rồi, có quay rồi. Cả nước không? Rồi đây con mua giờ cho giúp cho về tờ giấy số nha. Đó, rồi thôi bà cũng khỏe nha. Đó. Vui vẻ để sống mình lạc quan. Bây giờ có tiền rồi, bây giờ hạn chế đi bán đi, ở nhà lo cho mẹ đi, đừng có đi bán nữa. Rồi thôi nha, con về nha.